Thôi gì lại có hộ pháp mới đây. Anh hộ pháp mới này đi cùng với thầy mấy hôm rồi anh? Thầy tướng dữ chưa? Anh có từng học võ ở đâu chưa? Có học võ hả? Vậy là cũng hộ pháp bảo vệ thầy đúng không ạ? À, văn võ song toàn. Và đeo cái sợi dây gì đây, là dây này dây gì đây? Đây là 108 điện. Đây là hộ pháp mới của siêu mình. À, chúng ta mình qua một điện là mình qua một hạt. Vâng. 108 điện nhé. Và thấy tay còn đeo vòng trầm hay vòng gì đấy ạ? À, vòng này ở chùa. À, ở chùa à? Dạ, đấy, mọi người thấy chưa? Đây là một vệ sĩ mới, mọi người nhá. Nhìn xuất thân là người ở đâu anh? Đấy, người còn Lào Bộ Trên. Còn Lào Bộ Trên. Đây là xã nào? Đấy, nhờ thị trấn Tiêu Khúc Mô, thị trấn Hòn Lào. Ngay chỗ trường Hòn Lào. Ngay chỗ Hòn Lào. À. Sao anh lại chọn đi theo thầy Minh Tuệ ạ? Anh là sao lại đi chọn theo thầy Minh Tuệ ạ? Đó là mình chọn người trong tâm. À, trong tâm mình là thấy thầy đi trên đường là sẽ gặp nhiều cái chướng ngại vật, nên là mình sẽ phải đi cùng để bảo vệ hay sao ạ? Không phải. Đấy là cái nó tùy duyên. Dạ. Cái nó đủ duyên là từ nó khác tới. Vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ là anh sẽ đi cùng với thầy đến khi nào? Anh không phạt nguyện. Vâng. Anh là về nói với bọn em là anh có liên quan đến Phật giáo rất nhiều. Vâng. Anh là Quang Tuyến, xin anh là Quang Tuyến. Vâng. Em được tin hiểu được chứ chứ. Vâng. Được sư luôn đi, Quang Vương Phật nhá. Vâng. Đang gọi là thất phật đấy. Đang ở chốn Tam Bà. Vâng. Trong 12 lời nguyện rộng lớn. 12 vị thần. Cái đó lạc rồi đi tìm thêm mà luôn. Vâng. Là trong chính là dược sư lưu đi Quang Vương Phật. Còn thầy của anh là bọn em mà muốn là giao duyên Phật pháp thì vào cái trong phây Quang Tuyến. Quang Tuyến nhá, tập trung vào. Vâng. Không đến phây mà mình chỉ đi theo thầy Minh Tuệ thôi. Bọn em chỉ muốn đi theo thầy Minh Tuệ là để thứ nhất là mình thấy rất là nhiều người đã đi theo thầy Minh Tuệ để có nghĩa là đi cùng tu học ấy. Thì anh có suy nghĩ như thế nào về việc thầy Minh Tuệ mà anh là đi theo, cái mục đích của anh đi theo thầy Minh Tuệ là để làm gì ạ? Để đi giao duyên hay là để làm, để hộ pháp cho thầy hay như nào ạ? Anh nhỏ về em rồi, cái là anh có liên quan. Anh là người liên quan nhất trong Vĩnh Linh bên chùa là Phật Pháp, là anh là người liên quan nhất. Vâng. Cho nên là cái đó là tùy duyên. Chứ anh mà tu khổ hành đâu đa ép sáng như thế này là của bên chùa Đại Ca Diếp. Vâng. Anh không tu bên ấy. Nhưng anh chỉ gọi là tu là dưới đình tuệ, tu diệu đế, bát chính đạo. À, là anh là tu là giác ngộ giải thoát. Vâng. Chứ anh không tu là không tu a la hán. Nhưng mà cái này thì là thầy Thích Minh Tuệ là dùng cái khổ hạnh này để là hồi hướng cho chúng sanh. Là cứu khổ chúng sanh. Vâng, là từ hành trình từ Bố Trạch đến đây là anh đi bộ hay đi xe ạ? Anh à, anh đã đi là anh mang ba lô anh đi nhưng mà anh không mang lô. Đi bộ hành. À, đi bộ hành. Anh đi bộ hành có bao nhiêu mấy ngày rồi nhưng mà anh không mang tiểu nồi. À. Mang ba lô với anh đi thôi. Mang ba lô anh lấy đi. Vậy thì mấy hôm nay anh ăn uống bằng cái gì ạ? À, ăn uống thì là thiên bất biến, gì bạn biết, chỗ nào có quán từ mình xoáy mà. Vâng. Vâng. Và anh đã đi cùng với thầy từ Bố Trạch mà đến tận ngày hôm nay. Được Bố Trạch. Chưa Bố Trạch. Vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào khi anh đi cùng với thầy thì anh sẽ đi đến khi nào? Anh nói với em là cái đấy là tùy duyên, anh không phạt nguyện. Vâng. Nếu như anh phạt nguyện là đi đến là Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, hay là cái điểm dương cuối cùng thì anh cũng không phạt nguyện. À, anh có cái chướng ngại vật nào trên cái hành trình đi của thầy không ạ? À? Không. Ý là anh có cái điều gì đó ví dụ như là ngăn cản, ví dụ như gia đình, và con anh có gia đình chưa? Anh độc thân. Độc thân. Anh vâng. Bị mất giữa cơm trời, anh độc thân. Dạ. Anh không vừa coi, anh độc thân. Dạ vâng, cũng nghe nói anh văn võ song toàn, trước đây anh học ở đâu mà hôm nay là đi hộ pháp theo thầy để cho mọi người yên tâm á. Không, nói chung là em là cái đấy là cái chuyện đấy là bí mật. Anh cũng nói vừa lời thôi. Dạ. Chuyện nói hết lời. Vâng. Đời tư những cái bên sau. Vâng. Thì anh cũng dành như chia sẻ những cái gì hoặc là mình có thể là quá nhiều cái này cái nọ, là tình dấu những cái này cái nọ thì anh hôm như anh trái bay về bọn em rồi. Vâng. Thì anh cũng phải là gái gắt làm gì. Dạ. Và hơn nữa ở đây là để mà mình tìm cái chúng ta xây chứ không đâu. Nhá. Tính cho nó xây thì anh cũng có không có một cái mâu thuẫn, không có một cái gì hết. Vâng. Là anh chỉ đi cùng với thầy để ví dụ như là anh có nghĩ rằng là anh sẽ đi theo thầy để hộ pháp cho thầy không? Anh đi và đến khi ngày mà anh về á là anh sẽ là đền lễ.
Vâng. Và anh dùng là anh sẽ hồi hướng công đức cho thầy Thích Trí Tuệ. Vâng. Và là tăng đoàn những người đi theo, cũng có thể là những người là không không hoàn là trong tăng đoàn và là chúng sanh. Anh sẽ là gom bon công đức ấy là anh hồi hướng để cho là thầy với tăng đoàn. Vâng. Sớm giác ngộ giải thoát là không là thoát khỏi là luân là sinh tử luân hồi. Vâng. Yeah. Thì anh mong muốn nữa, mong muốn là mình hồi hướng công đức. Nhưng mà lý do vì sao mà anh lại có thể là đồng hành cùng với thầy từ bên trong Bố Trạch? Lý do vì sao anh lại đi cùng với thầy Minh Tuệ mà anh tìm hiểu thầy ở đâu ạ? À, cái là bên chỗ TikTok là bên chỗ là Facebook. À, là anh thấy thầy Minh Tuệ đi qua đấy là anh đi luôn. À, anh đi từ lâu rồi. Vâng. Bảo trên mạng thì từ hôm mà Sinh Hóa là bảo nó lan chạy. Vâng. Anh ở nhà anh bật xem. Vâng. Là xem rồi đến khi mà thầy đi qua là anh đi theo luôn. À? Anh có nói với thầy là anh đi cùng với thầy không hay là anh tự đi? Không, anh cũng nói được lời vì anh cũng lớn rồi, anh không thể là nói từ chưa nói mà nói sai thì không hay. Vâng. Thế anh nói là tuy nhiên khả năng của anh là anh cũng là không bảo là anh phải đi hết đoạn đường với thầy. Vâng. À, là đến khi nào mà anh cảm thấy mà không đi nữa thì anh bắt xe thôi. Vâng. Còn khi đi là anh đền lệ. Anh hồi hướng công đức cho thầy thì là tắt đoạn. Anh đi theo thầy về, anh có tính là sau này về mình sẽ xuống tóc đi tu không? Không, anh là anh chú thầy gia, anh chú nhiều năm lắm á. Dạ. Anh niệm là niệm Phật, niệm Phật tâm rồi. Vâng. Anh niệm như bọn em biết, như anh niệm này, sáu thức cùng đồng một niệm, tức là mắt mũi tai thấy chưa, lưỡi thân ý, để anh ví dụ được chưa, cùng vâng. Tham gia một trong một nhất niệm thì tất cả kinh tạng là sẽ đi vào trong tâm. Vâng. Thì nó khai mở thì từ là chỉ nó phát sáng mà nó sẽ chui rửa trong tâm sạch sẽ từ nó đi làm việc đó mà. Vâng. Và là những cái hạt giống kim cương Phật anh đã gieo đó trong cái quả đế nhiệm đó là bất hòa diệt trải qua nhiều đời nhiều kiếp nhá. Vâng. Kể cả tôi lăn chỗ nào trong lúc Phật đạo như là sức mạnh của là những hạt giống kim cương Phật nhá. Vâng. Vâng. Thì anh cái chuyện mà tu tập thì anh đã nhiều lắm rồi mà đạt tới đỉnh giới này cao rồi. Đấy, mọi người thấy không? Một anh là đạt tới cảnh giới cao gọi là hộ pháp. Mà quên chưa giới thiệu, anh còn văn võ song toàn cơ. Đấy, bảo vệ cho thầy là phải nói là tuyệt vời luôn đấy. Hôm nay là anh đi bộ hành cùng thầy cũng phải chắc phải 5-6 ngày rồi đúng không? À, đúng rồi. Hôm nay 5-6 ngày thì anh cảm giác như thế nào, là chân anh có đi nổi không? Không, anh không phạt nguyền đâu ra, cho nên anh mang giày mà. Mình mang giày, nhưng mang giày vẫn đi bộ mà. À, anh đi bộ, nhưng mà anh không phạt nguyền là đâu ra, mấy ba khu anh đâu ra, ép sát. Vâng. Chứ anh chỉ gọi là đi là phạt nguyền đi tâm. Vâng. Là mình gieo duyên cho thầy, để cho thầy cái gì bước đường là tinh chuẩn tu tập là bạn. Thầy là sớm là đạt được là đi bơ, đến bơ giác ngộ. Vâng, vâng. Là mình cũng vẫn đi đồng hành cùng với thầy từ hôm bữa đến giờ. Thì anh là cái tuy duyên vâng. Là khi nào mà anh cảm thấy mà chi là anh bắt xe về à, lúc nào mà cảm thấy là hết duyên là bắt xe về à, không phải duyên nhưng mà cảm thấy là đi thật có nhiều cái là nhạy cảm. Vâng, 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 ok rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chia sẻ cái quá trình mà đi cùng với thầy Minh Tuệ nhá. À, được rồi, okay. Rồi, cảm ơn anh. Ok là chưa.